án trung tâm xử lý chất thải rắn của công ty cổ phần tập đoàn Inivico được triển khai từ năm 2016 tại xã Vũ Oai và xã Hòa Bình thuộc huyện Hoành Bồ cũ, nay là thành phố Hạ Long. Dự án được xây dựng với kỳ vọng sẽ xử lý gần 900 tấn rác trên ngày cho các địa phương Hạ Long, Hoành Bồ, Cẩm Phả, Vân Đồn. Tuy nhiên, sau gần 5 năm triển khai, dù được tỉnh và các địa phương rất quan tâm, hỗ trợ triển khai dự án, đến nay, trung tâm xử lý chất thải rắn này vẫn chưa hoạt động được các lò đốt. Đồng thời một vài lần, đơn vị này còn gây khó khăn trong việc tiếp nhận rác thải của các địa phương. Gần đây nhất là từ đầu tháng 5 năm 2021, đơn vị này đã khiến công tác xử lý rác thải luôn bị động. Nhất là trong thời gian đầu tháng 8 vừa qua, lượng rác thải phát sinh ùn ứ tại các địa phương Hạ Long, Cẩm Phả gây bức xúc trong nhân dân. Trong khi đó, lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày tại Hạ Long khoảng 300 tấn trên ngày, tại Cẩm Phả trên 200 tấn trên ngày. Trong quá trình thực hiện dự án thì đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố Hạ Long quan tâm tạo điều kiện về chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch giải phóng mặt bằng trong quá trình thực hiện dự án. Tuy nhiên, từ năm 2016 khi thực hiện dự án đến nay thì công ty đã chưa thực hiện tốt cái cam kết, cụ thể là đối với 6 cái lò đốt của công ty. Trong quá trình vận hành thử nghiệm thì chưa đảm bảo các cái tiêu chuẩn về kỹ thuật cũng như là về công nghệ, do đó là chưa đưa 6 cái lò đốt vào hoạt động được. Dù chưa hoàn thiện dự án theo đúng cam kết, đồng thời trong thời gian chờ giải quyết những vướng mắc giữa doanh nghiệp và chính quyền, từ ngày 1 tháng 8, công ty cổ phần tập đoàn Inivico đã từ chối không cho công ty Zuzenco sử dụng hệ thống hạ tầng hiện có tại trung tâm xử lý chất thải rắn ở hai xã Vũ Oai và Hòa Bình để vận chuyển rác của thành phố Hạ Long và thành phố Cẩm Phả vào hố chứa tạm. Việc để ùn ứ rác thải trên địa bàn thành phố Hạ Long và thành phố Cẩm Phả trong những ngày vừa qua, một phần rất lớn có trách nhiệm của nhà đầu tư trong việc thực hiện cam kết triển khai dự án, cũng như trách nhiệm với tỉnh và với cộng đồng. Tôi thấy doanh nghiệp ở trên địa bàn muốn nói gì thì nói, mình phải có ý thức, phải tôn sự trọng cái sự lãnh đạo của chính quyền. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phải hợp tác. Cái thứ ba là phải nhìn được cái vấn đề mà nó an sinh, an toàn, an ninh toàn xã hội. Cái đó là phải giúp chính quyền. Nếu khó khăn cái gì thì phải trao đổi, phải báo cáo, phải thực hiện. Chúng thay để bây giờ tự nhiên xảy ra cái việc rác nó ùn ứ để không chuyển được, để cho bức xúc trong nhân dân. Cái việc mà thu gom rác thải và xử lý thì vừa qua là chúng ta chưa giải quyết được vấn đề xử lý ở tại nhà máy. Không hiểu do năng lực của các doanh nghiệp hay là cái trách nhiệm thế nào. Nhưng mà cái này tôi đề nghị là tỉnh, thành phố là phải kiên quyết xem xét lại với tư cách trách nhiệm, năng lực các doanh nghiệp để mà đảm bảo được đúng theo cái quy trình và cái cam kết khi mà đã thực hiện cái dự án, tạo cái niềm tin cho nhân dân. Đối với người dân chúng tôi ấy, thì vấn đề trách nhiệm là đóng cái lệ phí môi trường thì rất là tự giác và đầy đủ. Nhưng mà cái việc mà đáp ứng được cái việc mong mỏi bà con thì cái này là chúng tôi là có những hạn chế của các doanh nghiệp. Thì đề nghị với tỉnh, thành phố là xem xét chỗ này. Cái sự việc mà rác thải không được giải quyết trong ngày, ùn ứ mấy ngày thì ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, cái mùi rất là khó chịu. Nhưng mà cũng may là được sự chỉ đạo của thành phố thì ngay trong cái đêm, chắc là đêm mùng 5 tháng 8, cả đêm xúc rác cả đêm thì đến sáng hôm sau thì trở lại đã xúc hết được cái rác thải ứ đọng. Nhằm giải quyết vấn đề rác thải sinh hoạt, trước mắt thành phố Hạ Long và thành phố Cẩm Phả phải xử lý bằng các biện pháp cấp bách tạm thời để đảm bảo vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, về lâu dài, các cơ quan chức năng của tỉnh và hai địa phương cũng đang rà soát, giải quyết dứt điểm từng vấn đề còn tồn tại, vướng mắc thuộc trách nhiệm của các cơ quan quản lý đối với dự án trung tâm xử lý chất thải rắn tại xã Vũ Oai và xã Hòa Bình do công ty cổ phần tập đoàn Inivico làm chủ đầu tư theo đúng quy định. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các giải pháp thu hút nhà đầu tư có năng lực tài chính, kinh nghiệm trong lĩnh vực này, xây dựng kế hoạch vận động nhân dân xử lý, phân loại rác thải ngay từ đầu nguồn.